Rồi mời em gái. Mời em ngồi xuống. Tháo mặt nạ ra nha. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Em tên là Phạm Văn Tâm, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1985. Quê quán thị trấn Trân Thành, huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hiện nay đang làm công việc gì? Em đang làm tài xế xe tải của em. À, xe tải nhà luôn. Đang sống với ai? Một mình độc thân. Một mình độc thân mà làm gì lái hai chiếc xe tải? Mới mua chiếc, mới mua vừa xong. Rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ mất 21 năm. Nhưng mà có anh chị em gì không? Có, nhà 5 anh chị em, em là người Úc. Rồi vậy cái nhà mình đang ở là sao? Nhà ba mẹ để lại hay sao? Nhà của em mới mua sau này thôi. Còn cái nhà ba mẹ cho là bán rồi? Bán rồi. Xe tải chở cái gì? Như chở hàng cho công ty. Rồi chị hiểu rồi, coi như mình làm tư nhân. Mời em gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam kế bên và tất cả mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Bùi Thị Thanh Thủy, sinh năm 1984, quê em ở Long An. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại là em đang học nail và spa. Giờ mình đang ở với ai? Hiện tại là em ở một mình ạ. Ở em nhà thuê? Đúng rồi, em ở trọ. Rồi chứ hồi trước giờ lên là làm gì mà giờ mới đang đi học? Dạ lúc trước thì em lên thì em đi làm rất là nhiều ngành nghề. Thì sau đó thì em có làm ở công ty Bao Gen ở Bình Tân. Đợt dịch vừa rồi á, thì do ảnh hưởng của dịch, công ty của em bị giải thể. Thì nên là em đi học nail và spa. Có đồng anh chị em không? Nhà em thì có hai chị em. Em là Úc. Có dành dụm được đồng nào chưa? Dạ thì mình đi làm mình phải lo xa chứ. Rồi thôi vậy là tốt rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì công việc xe cộ, nhà về thì chỉ đi về chỉ ăn ra nằm ngủ. Trời ơi sướng vậy đó, làm chủ mà phải không? Thích chạy thích không ăn ra nằm ngủ. Không chạy sao có tiền, chị nói sao kỳ vậy. Bây giờ nói thiệt là vừa ngoài nhà hai chiếc xe rồi có vốn không? Cũng được ít. Ít là nhiêu, giờ đám cưới rồi có lo được cho vợ con không? Không, chuyện đám cưới thì nói chung ra thì cái đó tài khoản là có sẵn. Cái tài khoản ai cũng có, vấn đề có nhiêu tiền trong tài khoản chứ. Cũng được, hơn hoài tỷ. Ôi, hoài tỷ? Hoài 1 tỷ hoài 1 tỷ hết hồn, trời ơi nè. Có nhà nha, có hai chiếc xe tải nha, công việc ổn định nè. Có tiền tỷ trong tay nữa nha, tuổi trẻ tài cao. Được, nãy nói sinh năm 8 mấy? 85 nha, nghe chưa? Người ta 85, người ta có vài tỷ, có nhà, có xe rồi kìa. Rồi, còn em thì sao? Đó, cái đó là điểm mạnh, điểm yếu. Còn điểm yếu của mình là gì? Về xong rồi nhà cũng hay nấu ăn, rồi hay đi ca hát, chơi với mấy cậu gì vậy thôi. Cậu có biết làm công việc nhà không? Giặt giũ, ăn uống gì đó, nấu nướng có biết làm không? Nấu ăn thì nói chung là cũng không có ngon lắm, mà cỡ như người ta nấu là được. Ôi, quá tốt rồi. Nhưng mà nếu sau này mình lấy vợ về, mình có phụ vợ công việc nhà không nè? Ok, duyệt. Tôi chốt rồi đó. Bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của mình sao? Điểm mạnh của em á, thì của em là vui vẻ. Em vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu của em á, thì em không có biết ca hát. Với lại em sợ ma. Sợ ma mà sống mình? Dạ. Tại vì mẹ với chị ở dưới rồi, có mình em thì em phải tự, em phải lo thôi. Hàng ngày có đi làm về rồi có thời gian đi chơi không? Em lo làm đó. Bạn bè thì cũng có giao tiếp nhưng mà chưa, chắc là em nghĩ chưa tới nhiên á. Bây giờ tình trường sao nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì có một mối tình, cũng là mối tình đầu 9 năm ạ. 9 năm? Dạ. Trời ơi, quen gì lâu dữ vậy em? Tụi em thì cũng dự tính tới là để đi xa đó. Nên mới quen nhau 9 năm. Rồi sao không được? Nhưng mà tại vì cuối cùng thì em phát hiện ra là bạn đó có quen một người nữa, nên là em với bạn đó chia tay. Dẹp bỏ quá khứ sang trang. Mình chưa mở lòng hay là mình chưa gặp thấy đối tượng khác? Thời gian có khoảng 2 năm sau thì bắt đầu là em mới là đi làm qua cái kênh đó, rồi thì em bắt đầu là mới mở lòng ra. Nhưng mà khi em mở lòng thì em gặp nhiều bạn chỉ đi uống nước rồi uống cà phê, đi tìm hiểu thôi. Theo cái sở thích của bạn thì không có phù hợp với em. Không hợp với em. Dạ, có bạn thì vừa mới quen thôi mà bạn đòi rủ em đi đi khách sạn này kia thì cái đó không có được rồi. Dạ, nhiều khi bạn hỏi mượn tiền thì đó lại không được nữa. Trời ơi. Thêm một cái, nhiều khi bạn bạn rủ đi chơi kia nữa
cũng không thể được. Cuối cùng là trớt quớt vô đâu hết đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em vẫn khao khát và vẫn tin tưởng vào một tình yêu trong tương lai nó sẽ đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe tình trường của cổ thấy sao? Thấy bạn kia nói chuyện cũng thật, dễ thương, giọng nói cũng nghe ngọt. Thấy em nghe em dự đoán cũng xinh gái. Xinh chứ sao không xinh, trời ơi xinh lắm ha. Rồi tình trường của em thì sao nè? Tình trường của em có một mối tình 2009, có quen một người, quen cũng được 4-5 năm. Người đó chê em nghèo. Lúc đó chưa có nhà, chưa có xe phải không? Có nhà nhưng mà đang chạy xe mướn. Thì em cũng nói thật lòng là em nói hồi đó là em đi chạy xe mướn, xe khách cho người ta mới lấy bằng. Sau đó, thời gian đó, ông anh cuối năm 2013, đầu năm 2014 thì ông anh ông trúng 8 tờ số. Trời, đặc biệt. Anh ruột đúng 8 tờ số đặc biệt. 5 tờ anh ủi, 3 tờ đặc biệt là 5 tỷ. Là cho em còn thật... không? Có cho vốn làm ăn chứ nó phải cắt đầu lên được chứ. Là cũng nhờ gia đình hỗ trợ giúp đỡ phải không? Cũng nhờ. Rồi sau một thời gian đó chia tay xong cỡ 2 năm em quen một người là năm 2015, là tới năm 2017 em đi lấy gom tiền nước về nước khoáng, nhà có công ty nhỏ nước khoáng, đi bỏ cái em gom tiền về em bị tai nạn. Ý gì? Gãy giò, gãy xương vai phải không? Là bắt đầu là chia tay luôn. Nằm mất bao lâu? Mặt nằm hết 1 năm trường đi 6 tháng đi này. Bây giờ đi lại đôi bình thường chưa? Bình thường. Chút xíu nữa đi vòng chạy vòng tôi coi nha. Chạy không được, mỏi giò lắm rồi, chạy cả ngày đêm biết bây giờ đuối lắm rồi. Nhưng mà mạnh khỏe không? Trời, khỏe như trâu. Chết nổi không? Từ nào giờ đâu có làm cái chuyện đó đâu, hết chắc nha. Cỡ 50 ký, 50 ký đã dám một lên à? 50 ký ẩm cái một lên. Ẩm một lên là một chuyện mà nó khỏe trong người không? Mà trời, chân cẳng đi trời. Ok không? Đi ok. Rồi chút xíu nữa mình kiểm tra nha cưng nha. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người đó chỉ về phụ công việc nhà chứ coi nhà. Thì ngày nào ở nhà đó thì có cái vườn. Có vườn gì? Có nhà có vườn mít. Nhà có vườn mít, có bao nhiêu gốc? Có 50 gốc. Trời ơi sao nhà giàu vậy? Cá, cá về cho cá ăn cho gà. Cá gì? Cá tư tượng, cá hai tượng. Cha, nhưng mà giờ là vậy là lấy vợ về là coi vườn rồi cho trồng mít chứ lại coi câu cá rồi kia thôi. Thì giả sĩ giờ vợ muốn đi ra ngoài đi làm được không? Cái đó là chuyện của vợ, muốn đi làm hay cho đi làm. Nãy giờ khai lòi ra tùm lum hết trơn, nãy 2 chiếc xe tải giờ thêm tới 50 gốc mít rồi ao cá rồi nữa. Rồi bà đó còn gì nữa không? Nhà giờ chỉ út thì nhà nói chút mấy bà gì cũng kêu không phải lấy, mà đang làm công việc trong con chở hàng đồ, thời gian không có gì. Nhiều khi quen được bạn gái nếu mà tìm được người ý hợp thời gian đó để dành cho bạn gái, như ngày nào nghỉ xe không chạy mình xuống mình phải chơi. Có thời gian chăm sóc bạn gái mới lấy vợ được nha, chứ không phải có tiền có nhà là có vợ đâu à, chưa chắc đâu à. Đúng, chính xác. Chính xác. Rồi em muốn tìm người bạn chồng tương lai như thế nào? Một người sống tình cảm ạ, có ý chí cầu tiến, có đạo đức, với lại nếu mà vui vẻ thì càng tốt. Tại vì tính của em là hay vui vẻ, em hay chọc ghẹo lắm ạ. Bây giờ thí dụ lên Bình Phước làm dâu đi không? Dạ được ạ, tại vì xưa tới giờ là em độc lập một mình. Chứ chị thấy anh này mà biểu anh xuống thành phố cũng khó à, tại nhà cửa cơ ngơi trên đó xuống như này cũng khó. Xuống đâu không quan trọng, mà quan trọng là hai người cùng hướng với nhau. Có nghĩa là em cũng sẵn sàng lấy chồng xa đúng không? Sẵn sàng đi qua đi tới xứ nhà chồng đi làm dâu là vẫn đi được đúng không? Dạ đúng rồi. Không nói làm dâu nhưng mà ý là qua nhà chồng ở, chứ anh này là một cô cha mẹ. Hai người cùng hướng với nhau, cùng đi với nhau thì cái đó không quan trọng. Đúng rồi. Rồi đâu bây giờ cho chị xem hình ảnh nữa nè, mình có hình ảnh không? Thôi bây giờ em coi đi bây giờ nè. Đó. Trong 4 cô gái này nè, cho em lựa đó. Chị thử coi cổ đâu. Này. Đâu ai đâu? Sao là chị, sao chỉ cô đó? Thì thấy nó xinh đẹp, xinh gái, xinh, đẹp gái. Nói cầm đi. Bây giờ em đoán thử cái cô gái bên này như thế nào. Đố em cổ cao thấp mập ốm. Chắc nhiều vừa người. Đố bạn gái, bạn trai bên này như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là ảnh ốm. Có ốm. Mắt mũi miệng tóc tai quần áo cao thấp. Em nghĩ là ảnh sẽ đơn giản. Đơn giản. Có đơn giản nhưng chỉnh chu. Gì nữa không? Em có thích bạn trai ngoại hình như thế nào không? Dạ em thích bạn trai, nếu mà được thì bạn cao 1m63 thì em nghĩ là em nghĩ là sẽ rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không được như vậy thì cũng không sao các bạn. Em cao mét mấy? Em cao mét 1m57 ạ. 1m57, em cao mét mấy? Thay thiệt. 63. Đúng rồi. 63 hả? Ừ.
Nhưng mà con gái cao lén, bây giờ em có quan trọng về cái ngoại hình bạn trai không? Ngoại hình thì ai cũng có một cái sở thích. Thì em thích là cao 1m63. Rồi. Nếu mà không được thì cũng không sao, mà quan trọng là tính tình của bạn tốt là được rồi. Dạ. Bây giờ một chàng trai cao 1m65 luôn nè, đẹp trai cao ráo nè, công việc không ổn định, còn lông bông lêu bêu ở nhà thuê nhà trọ. Một anh chàng cao 1m60 thôi nè, mặt mày chỉ chân chất, hiền lành, có nhà cửa, công việc sự nghiệp đàng hoàng. Em chọn ai? Em chỉ em được chọn là... một trong hai, không có được mà vừa có tiền mà vừa đẹp trai là không có. Nếu có là chị hốt hết rồi. Em chọn tính tình, nếu mà anh nào tính tình tốt thì em sẽ chọn anh đó. Phải không? Tôi nói vậy thôi để mọi người có thêm những cái suy nghĩ ha. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay về đối phương có đúng hay không nha. Em ở Long An mà, mời chỗ nào mà? À dạ, em ở Cần Đước anh. Xã nào? À, xã Long Trạch. Rồi, tặng quà đi nè. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Trời ơi, chàng trai ga lăng lắm nha. Bởi vì có điều kiện, có khác nha. Có bông, có quà đồ nữa nha. Đó, tặng bạn gái luôn. Dạ, em cảm ơn anh rất chưa? Nhiều ạ. Thấy người ta vậy chứ người ta chất lượng. Còn bên đây? Dạ, em tới đây em cũng có một tấm lòng, có một món quà em gửi tặng anh ạ. Rồi, giờ ngồi xuống tâm sự nha. Ôi, món quà này món quà gì vậy cưng? À, dạ, đây là bóp. Em gửi tặng bạn một cái bóp nam. Bóp? Tại vì thường thường em nghĩ là bạn sẽ cần nha. Anh lấy cái bóp ra nhưng mà đi đâu anh cũng đem theo nó theo người, là lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hai mắt chớp chớp, thấy không có điện rồi nha. Bây giờ các Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để trò chuyện với nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn ha, trình bày rất đẹp mắt. Đây là món sườn heo nướng và xôi của nhà hàng Indochine. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau, có hẹn hò, có hỏi gì đó, mình đang ở xa nè. Coi yêu đương hẹn hò cái kiểu gì đây, bao lâu gặp nhau một lần, quan điểm tình yêu hôn nhân, tiền bạc ai quản lý. Chỉ có 5 phút thôi, chị Tường sẽ quay trở lại, ok? Mời hai bạn ngon miệng. Mời em được. Dạ, dạ, em mời anh ạ. Dạ. Học neo đó lâu chưa? Em học lâu chưa? À, em cũng mới học thôi ạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tại vì định của em là em cũng muốn làm nghề, có thể là mở tiệm được. Em muốn làm nail à? Dạ, nail với spa mình có thể mình mở một tiệm để mình ổn định ạ. Cái đó thì được, ok. Dạ. Thường thường em có thích như là một người yêu, là người bạn trai của mình đi. Thì người đó đi chạy xe lo công việc thì em có hay ở nhà, có hay ghen tương vậy không? Người yêu của em mà tạo được cái sự tin tưởng á, thì em nghĩ là bạn có công việc như thế nào thì em sẽ ủng hộ bạn, cho em một cái sự tin tưởng. Cái đó thì anh sẽ làm được với em. Dạ. Anh không nói trước được những điều gì, nhưng mà mỗi cái mối quan hệ, một công việc gì đó mình trân trọng người ta mới trân trọng mình. Dạ đúng rồi ạ. Ví dụ anh đi chạy xe cho người ta, nhiều khi rồi nó cũng tiếp xúc. Cái đó là không phải mình chạy xe để mình ngồi im được, mình không tiếp xúc làm sao mà người ta muốn mình được. Anh đi đâu thì nếu mà quen em rồi anh đi đâu thì bộ cho anh đi chứ. Không có gì tại sao phải để nhà anh chứ trời. Dạ đúng rồi. Cho khỏi ghen tương mắc công lắm. Mắc công nhiều khi ra đường chuyện làm ăn của anh. Dạ. Phải đi trước nhiều suốt nhiều cô mà trong công ty, công việc đâu đó. Thì nó nhiều sợ, anh sợ cái mối quan hệ nó em ghen rồi nó không có tốt được. Dạ. À, nếu mà có cái vấn đề gì thì người ta mới ghen thôi ạ. Anh không phải vấn đề. Trời, anh sẵn sàng. À, thí dụ trong lúc thí dụ mà đang nói chuyện với người ta thì sẵn sàng mở Zalo hoặc mình kết bạn qua Facebook là mở trực tiếp luôn cho coi đang làm công việc đó, đang ngồi trên xe hay dự đi mệt ghé cái quán nào uống cà phê, thí dụ là một ly nước gì đó sẽ trực tiếp, chứ mình không gián tiếp được qua cái, nhiều khi cái điện thoại nó không tin tưởng. Yeah. Như anh nói gia đình anh như vậy thì em sẽ về em làm dâu thôi. Em chấp nhận làm dâu sao? À, em nghĩ nếu mà hai người yêu thương nhau thì chuyện đồng dâu thì cũng là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà là không làm dâu cho cha mẹ nữa, làm dâu cho anh. cái đó em nghĩ là nhiệm vụ á. Về làm dâu rồi biết đâu nữa anh về anh làm dâu rồi sao? Dạ nếu được như vậy thì chắc là mẹ em sẽ rất là vui ạ. Nhưng mà nhà thì em có hay nấu ăn gì không? Ở nhà thì em tự nấu rồi tự ăn, còn khi nào về gia đình thì em gia sẽ đình nấu cho hả? Gia đình hoặc là dạ thì cái chuyện nấu ăn anh không quan trọng
anh quan trọng thì tình cảm. Thí dụ em đi công việc em về em mệt thì cứ nói anh, nấu ăn hoặc giặt đồ lau nhà rửa chén, nấu ăn làm một chút xíu là xong, không có gì hết. Mình cái đó công việc mình cũng đi làm mệt mà mình thương người phụ nữ là mình phải chiều chuộng đó. Thì nhiều lúc mình mệt thì mình về mình nói em phải bữa nay anh đi làm về công việc đó mệt, em có thể dọn cơm cho anh ăn hoặc giặt cho anh bộ đồ vậy, thì mình sẽ nói nhau. Đúng rồi ạ. Nếu như mà mình có cái gì góp ý thì mình nói với nhau. Rồi thì đúng rồi. Cái đó là sự mọi sự trong việc đây. Dạ. Nhưng mà em lớn tuổi hơn anh 1 tuổi thì cái tình chuyện tuổi tác nó không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề đây là mình chỉ cần tôn trọng tình cảm với nhau, là sau này mình tin tưởng với nhau. Thí dụ em ngày nào em rảnh thì anh chạy xe anh bỏ hàng ở đây thì anh phải ghé qua, anh gửi xe anh ghé qua chơi với em, hoặc đôi lúc rồi đi cà phê cà pháo anh cũng muốn về sớm để cho mỗi ai công việc nó làm ăn nó chỉnh chu hơn. Dạ. Không muốn đi chơi khuya, nhiều khi khuya về mình không có thời gian để mình ngủ sao. Dạ. Giấc ngủ là quan trọng, chỉ cần hai người đồng lòng là được. Thì đúng rồi, người cho anh xin lỗi, có nói câu này. Người đó đây nói là đã nói đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, mà không đồng lòng đồng vợ bắt ra bóc bọc ni lông thôi chứ không có làm cái gì hơn được các bạn. Gốc rẽ ghê, lanh thấy sợ luôn. Đúng là một thân một mình mà tạo dựng sự nghiệp nha, lanh thiệt là lanh luôn. Bây giờ hỏi một câu thôi nè, lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Cái này suy nghĩ cho kỹ nha. Tiền bạc cho quản lý, đi đâu ví dụ chạy trong một cái chuyến đó ví dụ một tháng 10 triệu đưa hết, xin 1 triệu bỏ túi. Ôi, nhiều thôi xin 1 triệu nữa. Không, không cái đó bị đen là... bị đỏ không? Không, đã mình xác nhận là mình phải chỉnh chu, đi đâu mình nói đi đó. Ví dụ bữa nay ví dụ đi làm ăn cái công việc đó hoặc trả cho chuyến hàng đó, người đó mời mình đi ví dụ uống một lon thì nó em bữa nay có người bạn đó chở hàng cho người ta mối hàng quen, cho anh đi uống, không cho uống ở nhà không cho bây giờ gì mà thôi, đừng có sợ vợ quá, mình tôn trọng vợ được rồi. Cái đó là sự tôn trọng, mình đi đâu ok vậy là được rồi. Miên thành thật với vợ, chị nghĩ như nè, vợ chồng yêu thương nhau có gì cứ chia sẻ với nhau hết là được. Thật ra thời buổi này để tìm được một người mà yêu thương mình thật lòng để mà mình có thể tin tưởng rất khó. Cụ thể bây giờ hai đứa em ở xa nè, thí dụ giờ tuần ảnh xuống thăm em lần, lên thăm em lần đi. Dạ. Bây giờ giả tỷ như hôm đó ảnh bận quá hoặc ảnh bệnh ảnh không lên thăm em được thì em có sẵn sàng đi về quê ảnh thăm ảnh không? Dạ em sẵn sàng, em chạy xuống dưới em thăm ảnh. Nếu như mà ảnh có công việc gì mà. Hồi nãy giờ có hỏi cái vụ ở xa nhau chưa? Bây giờ là ở xa nhau. Bao lâu vậy, chạy từ dưới đó lên thành phố bao lâu? 2 tiếng. Bao lâu gặp nhau một lần? Bao nhiêu thì, bao lâu? Nếu mà em muốn cho anh gặp, ví dụ thời gian nào em rảnh, em cứ nói anh, ví dụ ban ngày rảnh, ngày nay chiều nay em nói, ví dụ ngày mai em rảnh là anh thu xếp công việc rồi xe hàng sẽ chắc là sẽ đi thôi. Dễ thương. Mình chơi một cái trò chơi nữa chút xíu nữa mình ra ngoài mình ăn sao nha. Đây là những cái lá thăm của chương trình, có những cái yêu cầu chương trình đưa ra để giúp cho hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, để đo được cảm xúc của mình được trước khi đưa ra cái quyết định quan trọng là có hẹn hò với nhau hay không. Ưu tiên bạn gái bốc trước. Hai bạn ôm nhau 30 giây. Giây rồi nói cảm nhận. Wow, tuyệt vời. Mời hai em, bạn trai đứng lên. Đây là cũng một cái việc kiểm tra sức khỏe luôn nè, cho bạn gái kiểm tra, bạn gái hơi cao nha. Ồ, bạn trai vẫn cao hơn, được. Để mà mình đo cảm xúc rồi mình nói cảm nhận. Ôm thiệt, ôm thiệt chứ. Trời ơi, bạn trai mạnh mẽ, thô, mạnh mẽ, rất là quyết liệt. 30 giây, bắt đầu. Rồi ổng ôm mà ổng không cần xin phép luôn. Bây giờ nắm tay nhau đi hai bạn, nắm tay nhau mình nhìn nhau, mỗi người hãy nói cảm xúc của mình. Em nhìn anh, em thấy anh con người như thế nào? Em thấy anh là người cũng sống rất là tình cảm, một người mà có thể tin tưởng được. Sao em run như anh, run bình thường đi. Dạ, anh cảm nhận về em khi nào, khi như thế nào khi mà mới gặp em ạ? Cảm nhận con người em xinh xắn nè, đẹp gái nè, nói chuyện dễ thương, công việc thì cũng muốn gì thì về anh lo, không có gì hết. Em sẽ tặng quản lý chứ anh không có, anh như là người
làm dâu với em vậy đó. Mà chị hỏi nó nghe nè, bây giờ cô gái nói thiệt nè, sao bạn trai ôm một cách em cho ôm liền, em không phản kháng, mà tôi thấy ôm mà sao nghiêng 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 đầu xuống kiểm tra mùi hay gì vậy? Dạ không, em vẫn ôm bạn, nhưng mà có nghĩa là mình cũng giữ khoảng cách chút xíu. À, là né đó hả? Được, dễ thương. Rồi về chỗ ha, đo được chiều cao luôn nè ha. Tới phiên bạn trai, đọc lớn lên yêu cầu trong đó coi nè. Cô gái yêu cầu bạn trai thể hiện một trong vận động nói trên sức mạnh đàn người đàn ông. Trời ơi, y như hồi nãy tôi không có muốn nè. Cái này tình cờ bạn ấy bóc nè. Anh ấy có một thời gian đã bị tai nạn đó, một năm lận đó. Em thử vừa vừa thôi. À, sức mạnh của đàn ông. Ừ, em yêu cầu đi, anh sẽ làm. À, đâu phải chị, em bóc mà. Nhìn chị gì? À, theo anh thì anh có thể làm gì được, anh có sở trường gì đó. Anh thì anh chỉ công việc chạy xe thôi, đi bốc hàng. Nhưng bây giờ làm sao để người ta biết mình khỏe mạnh? Cho anh ôm em một cái. Ôm thể hiện sức mạnh hết trời. Cái ẩm. À, ẩm, xin phép ẩm lên được không? Để thể hiện sức mạnh. Em tại vì anh đang bệnh nên em sợ là anh bệnh hồi xưa thôi. Bệnh đó mà bệnh, người ta hồi xưa bị tai nạn, bây giờ người ta khỏe rồi. Khỏe. Anh cầm vô lăng thì nhẹ hơn em. Em thì nặng lắm thì em sợ. Ông làm em té hay gì. Bây giờ chỉ cần ẩm nhất lên cái vậy là người ta khỏe rồi, được chưa? À, dạ được. Được, mời em. Bảo trọng nha. Cô làm quá sức. Anh nhấn làm được không vậy? Được chứ em. Mặc quần ẩm được, thoải mái. Rồi, quá sức. Rồi, quá sức, khỏe mạnh luôn. Ủa lẹ quá vậy cưng. Trời ơi, hả? Cho ẩm mà, phải ẩm lẹ. Cho ẩm ẩm lẹ hả? Sợ tao đổi ý hả? Trời đổi sao? Được, khỏe. Nói chứ ôm xe tải cũng phải có, phải khỏe mới được. Chân cẳng rồi phải đạp thắng, đạp gôn, đạp ga cũng cực lắm đúng không? Không, khỏe, không đến nổi. Được, đồng ý, duyệt. Nãy giờ nói hết rồi, không còn gì để nói nữa hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ. Đây có phải là cái người mình có thể gửi gắm tình cảm được hay không? 30 phút ở chương trình đương nhiên không đủ để hiểu được nhau. Tôi cho bạn trai thêm một cơ hội nữa. Em có muốn nói gì đó tỏ tình với bạn gái không? Chứ tôi biết trong ánh mắt em là rạng ngời rồi đó. Em có muốn hát một bài hát tỏ tình với bạn gái hay không? Cho em 30 giây. Bây giờ tuổi mình là cũng lớn rồi đó. Thì mình cho nhau một cái cơ hội để hẹn hò. Nhiều khi đến lúc của kết cục thì mình cũng vẫn là của nhau suốt cả đời. Anh sẽ không cho em phải mà lo ngại gì vấn đề của anh đâu. Công việc là anh làm, còn con sự tài phán thì giao cho em. Trời ơi, muốn vợ lắm mà không chịu đèn lắm rồi. Tôi làm bằng chứng. Giờ hát câu cho nó tình cảm chút coi, nãy giờ thể lực đồ mệt quá, hát câu coi nè. Ủng hộ ảnh nha. Cho anh hát bạn Bến Sông Chờ. Tôi về đây thăm lại người yêu cũ, dòng sông xưa sao vắng lặng, chuyến đò đưa em đâu rồi cô lái đò xin thăm, lòng băn khoăn thương nhớ chuyện ngày xưa. Trời ơi, ông uốn éo từng chữ luôn vậy đó, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, mình bấm thật mạnh. Không đồng ý, mình có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1. Các bạn đã bấm nút rất nhanh dưới sự tán thưởng, tán dương và ủng hộ của rất nhiều người. Và hy vọng rằng cái quyết định ngày hôm nay không làm cho các bạn thất vọng về sau. Nhớ nha, hôm nay mình là đàn ông, mình nói cái gì trong chương trình, nói được là làm được. Chị rất là tin tưởng em, đừng làm chị thất vọng nha. Như cho anh xin nói câu. Nói đi em. Như em thí dụ một cái cây đó đi, đang đứng. Mình nhắm giác nổi, mình mới cốt. Còn không giác nổi, đừng nên cốt người ta xuống. À, hiểu. Người ta chết, giữa dọc đường không ai nói là cái cây dính liền được đâu. Đó là một cái câu nói rất là nhân văn, cảm ơn em. À, chúc mừng hai bạn. À, chào bạn Quang đúng không ạ? À? Bạn Quang giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha, họ tên tuổi rồi các công việc quê quán của mình nha. Rồi Quang ơi, Quang nghe rõ mọi người nói không? Với khuôn mặt này là hình như chưa nghe. Em không alo, nghe mọi người nói gì hả? Nghe là đã trả lời rồi, ủa sao kỳ vậy? Dạ. Anh này thông minh lắm chị, dạ em xin lỗi ạ. Dạ. Nhưng mà anh dạ, có anh nghe nói nghe mình tên Minh.
Đấy, người ta tên Minh mà bảo tên Quang, hèn chi gọi Quang mà người ta không thưa. Rồi. Tên Minh đúng không à? Nào, Minh giới thiệu đôi Dạ nét về đúng bản rồi, thân em mình Minh ạ. nha. Ừ, họ tên tuổi rồi công việc quê quán của mình Minh ha. Dạ, em chào mấy chị ạ, em tên là Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi. Em Cái gì quê Minh Đồng à? Nai. Dạ, em tên là Nguyễn Anh Minh. Sinh Nguyễn ngày Anh 20 tháng 6 1989. 1989 rồi, quê Đồng Nai đúng không? Dạ, quê Đồng Nai. Hiện tại thì Ừ. em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Minh làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì em làm công việc văn phòng mà chị. Cụ thể là làm gì ở văn phòng? Dạ, thì em làm tư vấn tuyển sinh. Tư vấn tuyển Rồi sinh. làm chủ nhiệm ở trường du lịch. Chủ nhiệm trường duyên trường du lịch á hả? Dạ, trường Sài Gòn Tourist ạ. À rồi, chủ nhiệm. Dạ, ngoài ra thì em cũng có kinh doanh online, rồi có mở một quán ăn nhỏ nhỏ. Trời ơi, làm nhiều việc thế. Kinh doanh online. Kinh doanh online, kinh doanh mặt hàng gì Minh? Dạ, em bán khô bò, bán nước hoa, bán mấy cái đồ hàng xách tay nữa. Dạ. Rồi mình cứ đăng bài lên này, ai mua thì mình order về đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, về những cái điểm mạnh, điểm yếu rồi tài lẻ của bản thân mình ấy. Dạ, em thấy điểm mạnh của em đó là nấu ăn ngon. Dạ. Rồi Rồi, có quán rất ăn mà nấu ăn ngon rồi. là nhưng mà em nấu ăn ngon nhưng mà không phải là bếp chính. Dạ, em có bếp khác. Thì em rất là vui vẻ hòa đồng. Rồi, mình nói tiếp đi Minh ơi. Có tật xấu gì không? Có hút thuốc hay nhậu gì không? Dạ em Dạ, thì em thì từ nhỏ đến từ lớn nhỏ em đến chưa lớn bao giờ em em chưa cầm bao vào đi giờ thuốc luôn nè. hút thuốc luôn nè. Rồi nhậu nhẹt thì sao? Vậy có tật Nhậu xấu thì gì khác không? khi nào mà đi Khi nào tiệc. mà đi tiệc? Đi tiệc thì em Tiệc mới thì em mới 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 nghe. dạ âm thanh Dạ nó âm em thanh thấy nó bị nó em thấy dội nó lại bị đấy dội lại đấy. Chị. Dạ. Hay là do điện thoại của mình ta? Rồi em nghe bây giờ nó còn bị vội không? Vẫn bị dội đúng Dạ khi mà em nói thì nó dội rồi hết rồi chị. không? Dạ. Vậy là do điện thoại của mình quá hả ta? Đúng không? Giờ đang bị dội không? Em nói thử coi. Dạ. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. À À rồi. có À chị có. vẫn còn. Vậy là do điện thoại của Trúc á. Rồi rồi thôi được rồi, để mình tắt. Rồi em bây giờ em nói thử em còn bị dội không? Alo. Rồi, ok rồi đúng không? Dạ ok rồi ạ. Rồi, ok, vậy thì Minh đã từng trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em thì từng trải qua 2 mối tình chính thức và có những mối tình không chính thức. Không chính thức là bao nhiêu mối tình? Dạ em nhớ là khoảng 2 mối tình đó chị. Là hai người quen nhau nhưng không có tỏ tình, không có công khai hay là sao? Dạ cũng có không có công khai nhưng mà cũng có tình cảm với nhau á chị. Nhưng mà không có đến được với nhau. Rồi. Rồi bây giờ là em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào Minh? Dạ, thì mẫu bạn gái của em thì dễ thương, hiền lành và quan trọng là biết quan tâm gia đình. Dễ thương, hiền lành, biết quan tâm gia đình. Rồi ngoài những cái này ra thì về hình dáng, về tuổi tác, về những cái có thể đo lường bằng mắt thường, bằng cái tính toán thông thường thì sao? Dạ tuổi tác thì nhỏ hơn em là được chị. Dạ. Nhỏ hơn em Dạ năm nay em 34 mấy tuổi thì thì đúng? nhỏ hơn em là 33 trở xuống. Dạ. Tức là nhỏ hơn em từ 1 tuổi trở xuống đúng không? Dạ thì nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi cũng được. Nên đừng nhỏ quá thôi. Từ 1 tuổi, ok. Rồi quê quán này, công việc này, có yêu cầu gì không này? Dạ thì em không yêu cầu gì đặc biệt về công việc
bạn đó có công việc, nói chung là có công việc là được, không có yêu cầu gì đặc biệt. Thì quê quán thì khu vực miền Nam. Vực mình luôn. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Em không thích bạn gái có thể là ăn nhậu nè, rồi hút thuốc hoặc là xăm chỗ. Đó. Ăn nhậu, thuốc, thuốc. Xăm chỗ nhưng mà Nếu xăm nhỏ được không? dạ xăm ở trong người thì không sao, nhưng mà đừng có xăm ra bên ngoài nhé. Xăm nguyên một con hổ đằng sau lưng thì được đúng Dạ em cũng có thăm một con thỏ. không? Xăm con thỏ hả? Có đội cái vương miện không? Dạ không, Rồi tại sao lại có hình xăm con thỏ đấy, vì mình thích hay là vì chiều lòng người yêu cũ hay làm sao? em nói chơi đó chị. Tưởng là xăm có xăm thật. Em có bên theo đạo gì không? Em là đạo công giáo, em cũng mong ước có một bạn đạo công giáo giống em. Em ở như Đồng Nam mà gốc Bắc đúng không? Dạ đúng rồi, em Đồng Nai gốc Bắc đạo công giáo. Nếu mà gặp người Bắc tuyệt vời. Tức là nếu mà bạn gái mà người miền Bắc là tuyệt vời luôn hả? Dạ miền Bắc tuyệt vời, nhưng mà miền Bắc miền Trung thì cũng được, miền Tây cũng được, cũng không sao, nhưng mà quan trọng là có đạo thì quá tuyệt vời. Mà thêm bạn bạn gái mà người Bắc mà có đạo nó lại càng tuyệt vời hơn đúng Cái đó thì ba mẹ rất là thích, mẹ rất là thích, gia đình dòng họ rất là thích. Cả dòng họ là cả dòng họ em là ngoài Bắc và ở hết trong này rồi đúng không? Em thì gốc Bắc á, nhưng mà ông bà vào đây Bắc Năm Tư á chị. Bắc Năm Tư. Dạ Bắc Năm Tư vào đây từ lâu rồi, gốc thì không còn nhưng mà vẫn nói giọng Bắc. Thì đến đến đời em vẫn còn nói giọng Bắc mà. Ok rồi, cảm ơn Minh nhiều ha. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình có người phù hợp, tức là có cái lịch phi hành phù hợp nha. Ok. Dạ cảm Cảm ơn ơn em. mấy chị rất là nhiều rồi. Em Ok. Bye em. bye bye ạ. Rồi, hello Triều ha. Mình là Triều đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi, Triều giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên công việc rồi nơi ở hiện tại của mình nhé. Mình đang ở đâu, có việc gì ha? Dạ em tên là Nguyễn Trung Triều, hiện tại em đang ở Vĩnh Long. Hiện tại em đang làm bên công ty dầu nhớt đó chị. Ngụy Trung Triều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, Ngụy Triều là sinh năm mấy em? Dạ em sinh, hiện tại em sinh năm 94 chị. 1994, đang ở Vĩnh Long, sống sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, mình đang làm bên công ty dầu nhớt thì cụ thể là mình làm công việc gì em? Em làm bên nhân viên kinh doanh của dùng nhớ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì này? Điểm mạnh của em thì em không, điểm yếu là em hay gục ghè lắm. Còn điểm mạnh của em thì hòa đồng với các bạn, nói chung là đi đâu cũng vui vẻ với các bạn hết. Rồi còn điểm mạnh đặc biệt nữa không? Dạ nói chung là hay tập trung cho công việc nhiều quá nên ít trôi làm bạn gái nhiều. Được mấy mối tình rồi? Dạ được 2 mối tình lâu nhất. Alo. Em chia sẻ tiếp đi. Dạ em được Mối hai tình mối của tình em lâu nó như nhất. thế nào? Mối tình của em nó như thế nào? Em được 2 mối tình lâu nhất là mối tình 7 năm, và mối tình mới đây em mới đây khoảng cả tầm 2 năm, và em đang nhập thân 1 năm. Một mối tình 7 năm mà sao chia tay? Cũng đó là lúc về kinh tế vật chất với chung mọi thứ cần cần nên là thôi, nên mình kết thúc cũng theo đó, lúc là có thể là không, nói là mình không hợp nhau đi cho nó dễ. Thì không còn nhau vì mối tình 7 năm là mình chưa có kinh tế đúng không? Rồi, em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung là
bạn gái thì hiền, nói chuyện hay là quan tâm chăm sóc, hay là hai người chia sẻ với nhau tất cả công việc với lại mọi thứ cho cuộc sống là được rồi. Em gần người đó. Tuổi tác ngoại hình thì sao em? Ngoại hình của em thì em cần khoảng cỡ tầm 1m6 đó lại được rồi. Rồi. Quê quán thì sao em? Dạ. Quê quán có bạn gái thì sao? Em cũng không biết, quan trọng là người ngoài hay mình trong, miễn sao mà mình nói chuyện với nhau là nó trao đổi với nhau nó nhiều thứ tốt hơn là được rồi, không quan trọng mình nào cả. Ok. Dạ. Yeah. Rồi, ok, chị cảm ơn Triều ha, có thông tin gì thêm thì chương trình sẽ liên hệ với em sau nha. Dạ, yeah, ok chị. Ừ, rồi, cảm ơn em. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Dạ sao vậy? Phúc đỡ bia và bản thân nè, cho nên là tự tin chủ động nha. Đầu tiên là giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của em nha. Dạ rồi, dạ em là Phạm Thái Ngọc, sinh năm 97, em hiện đang là ở chụp ảnh tự do ở Long An. Chụp ảnh tự do là cụ thể là em chụp các thể loại gì? Dạ em chụp ảnh cưới à, chủ yếu là em chụp ảnh cưới. À, rồi là hồi giờ có từng lên Sài Gòn chụp không hay sao, hay là ở dưới khu vực đó thôi? Dạ em là chụp Sài Gòn, Long An, Tiền Giang. Dạ. Em làm cái nghề chụp ảnh đây lâu chưa? Dạ em chụp hình được 5 năm ạ, trừ 1 năm dịch ra thì em còn 4 năm. À là em có studio riêng không hay sao? Dạ không, em là thợ freelancer á chị, là thợ tự do là chụp cho studio ta gọi thôi. Dạ. À rồi, Ngọc nói về bản thân em đi. Có những cái điểm gì nổi bật ha, rồi những cái gì mà còn hạn chế của em á? Dạ, dạ em có những điểm nổi bật là em là một người nói chung là biết lắng nghe, thấu hiểu được, trải qua nhiều mối tình rồi nên là em biết cách cảm giác, biết cách quan tâm hơn. Còn về khuyết điểm thì em là cũng là người hơi khó tính chút xíu. Hơi khó tính hả? Dạ hơi khó tính là kiểu như là dù như em đang làm một việc là em muốn làm việc đó hoài luôn, chứ em chừng nào chấm dứt cái việc này xong em mới làm cái chuyện khác, dạ, kiểu vậy đó. Dạ, Rồi nay là cát là chuẩn bị là mặc vest, mặc đồ là để cát tin đó hay là chuẩn bị đi đâu hay như thế nào đây? Dạ em này mặc cho nó chỉnh chu rồi chị. Ok chị, đó là cái điểm cộng của em á. Rồi, hồi nãy em nói em trải qua khá nhiều mối tình, thì đã trải qua bao nhiêu mối tình và lý do vì sao em chia tay? Dạ là tổng cộng là nói chung là 7 mối tình, mà nói chung là mối tình chỉ có duy nhất một mối tình dài hạn thôi, còn lại là kiểu như là bạn bè qua thôi. Dài hạn là kéo dài bao lâu em? Dạ là 5 năm ạ. Rồi, dạ. Chia sẻ chị nghe lý do vì sao chia tay. Dạ chia tay thì nói chung là do bản thân em là còn bồng bột, và khúc đó là em nói chung là em không có tốt, cho nên là em tìm mọi cách để em chia tay bạn đó, cái đó là lỗi của em hiểu. Và em biết, em được biết cái lỗi đó rồi thì em bị một thời gian dài em độc thân, cho nên là em cảm giác là mình nên thay đổi và mình nên tốt hơn. Rồi là em coi như là do em có người khác cho nên em mới tìm mọi cách chia tay bạn, hay là do em như thế nào? Dạ là do em muốn tìm một mối tình mới. Dạ. Trời ơi, quen người ta 5 năm là chán, không quen nữa đúng không? Dạ em không biết chị cảm giác nó sao nữa, nhưng mà giống giống kiểu vậy, giống như chị nói vậy. Em thật thà em nói hết rồi. Coi như rồi, bây giờ thì em có mong muốn hình mẫu bạn gái như thế nào? Dạ mong muốn hình mẫu bạn gái là giờ chỉ cần ở gần với em ở Long An hoặc là Hồ Chí Minh để em tiện đi lại, với lại là bạn đó ốm, bởi vì em sẽ chia bớt cái phần ăn thôi, em lại cho bạn đó, chứ bạn đó mà tròn tròn giống em là hai đứa tròn luôn. Rồi có yêu cầu số đo 3 vòng sao không em? Dạ không ạ, cái đó là tùy mỗi người, cái gu của em là chỉ là phụ nữ là được. Gu của em miễn là phụ nữ được đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác của bạn này thì sao, công việc như thế nào? Dạ là em muốn là trên, nếu lớn hơn em thì khoảng trên khoảng 1-2 tuổi thôi, chứ đừng nhiều quá. Dạ, còn lại là dư nhỏ tuổi là được.
Dạ là em Mạnh Mạnh Thủy, em lại gặp bạn các mạng thì có khoát khẩu chút xíu, có nói chuyện thôi. Rồi ok, còn yêu em có hình mẫu nào giống ai không? Dạ hình mẫu giống ai ạ? Dạ chắc là giống chị của em, là một người rất là lanh lợi, hoạt bát, năng động chút xíu. Tại em muốn trấn cái người đó, phải là người trấn em lại, kìm em lại, chứ không phải là tại em tính em cũng cũng phải có người người gọi là cái level cao hơn em để kiềm chế em lại được, tức là nói chuyện khỏe hơn em. Vậy đó hả? Dạ Rồi coi như một cô phải cá tính sắc sảo một xíu đúng không, chứ cô nào hiền quá là về em sẽ bị mau chán đúng không? không không phải là mau chán, cái đó là em khắc phục rồi. Cái chuyện mà cả làm chắc chắn là em đã biết là cái đó là em sai rồi, sau này em muốn có một cái mối tình dài hơn, đi xa hơn. Rồi em có tài lẻ Dạ năng khiếu gì không Ngọc, ngoài cái chụp dạ ảnh của em ra? dạ là em hát cũng tạm tạm. Dạ với lại cái tài lẻ là có, chỉ có hát hát tạm tạm thôi. Rồi ví dụ đang gặp bạn gái tỏ tình bạn gái nè, hát thử một đoạn chị nghe đi, hát sao mà bạn gái đồng ý với cái lời tỏ tình của em á. Giờ hát để cho 30 giây em suy nghĩ nha. Mẹ. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thế giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng Rồi hai. hết rồi đó hả? Ok, bài này thì cũng có khá là nhiều người hát ở trên chương trình rồi, cho nên nếu mình tham gia thì mình sẽ chuẩn bị một bài khác ha. Dạ, tại em hồi học Ok. em chỉ nhớ được bài đó. Rồi ok, cảm ơn Ngọc ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn cũng như có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết ha. Để em sắp Dạ xếp em tham gia nha. rồi, dạ em cảm ơn ạ. Cho em hỏi là chương trình mình là thường nếu mà nếu nếu có mình đậu á, là khoảng mình quay là cuối tuần hay sao ạ? Không, chương trình mình sẽ quay trong tuần thôi em, tùy Dạ theo dạ cái lịch của bên chương trình sắp xếp nha, sẽ báo trước cho em. dạ rồi vậy ổn ổn. Dạ, tại em làm việc cuối tuần không à. Dạ rồi. Rồi ok, Cảm ơn chào. chị nhiều. Dạ. Mình thoát ra cuộc gọi được rồi em, tìm được chỗ nào mát để ngồi không? Bây giờ đang chuẩn bị ngồi nè. Rồi ok. Được Rồi chưa? bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn, mời anh sẽ giới thiệu về bản thân mình trước với em nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình ạ. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Minh Quang. Nơi ở hiện nay là huyện Gò Quao, Kiên Giang. Công việc hiện tại là giáo viên trung học phổ thông. Giáo viên trung học phổ thông là anh dạy môn gì ạ? Sinh học. À, dạy sinh học. Dạ rồi. Anh là quê bên lộn sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1986. À, sinh năm là quê mình ở dưới Kiên Giang luôn hả anh? Đúng rồi, từ nhỏ giờ ở đây. Dạ rồi. À, bây giờ anh Quang sẽ nói về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình trước ha. Sau đó là mình sẽ chia sẻ với cái chuyện tình trường. Rồi mời anh ạ. Thường thường thì mình thì nhiệt tình trong công tác, thì trong công việc thì hết lòng là thương yêu học trò, còn sống thì tình cảm chân thành, còn cái hạn chế thì thường thường là ít chia sẻ những cái nỗi buồn cho ai, tự động biết để xử lý những công việc riêng thôi, còn cái chia sẻ cho người ta thì ít. Rồi, vậy thì trước đây là anh đã từng lập gia đình hay là trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước đây mình có một người vợ sống với nhau 10 năm, có con hiện nay thì là nó 11 tuổi rồi, ly hôn hơn 3 năm. Là lý do vì sao mà mình ly hôn ạ? À? Thì chắc coi như chắc hết duyên thì vợ đòi chia tay thì chia tay. Là có do lý do là mình ít quan tâm vợ hay như thế nào không anh? Không quan tâm thì cũng quan tâm bình thường, nhưng mà do cái khúc đó là khi làm từ khi quen từ thời phổ thông cho đến khi cưới, rồi đến sống chung thì không được bao lâu, tại vì vợ làm nơi mình làm nơi,
thì chắc có thể là từ từ cái tình cảm nó không như xưa. Nghĩ có nghĩ là cũng có một phần có thể là khả năng là xa mặt cách lòng. Xa mặt cách lòng. Dạ rồi, bây giờ con của anh là con trai hay con gái ạ? Con anh là con trai 11 tuổi. À, là đang ở với mẹ hả? Không, mẹ thì đi làm 2 3 tuần mới về một lần. Mình thì dạy cách nhà vợ khoảng 7 cây, thì dạy chiều chiều mình sẽ chạy về thăm con ngủ với nó. À, rồi, bây giờ anh Quang sẽ nói về cái hình mẫu mình mong muốn trước nha. Về ngoại hình, tính cách, tuổi tác của cô này ha. Thì nếu muốn chọn thì cơ bản là muốn chọn người ngoại hình thì dễ nhìn thôi, cao khoảng từ 1m5 đến 1m55, tại mình cao 1m62. Dạ rồi. Còn cái tính cách thì cơ bản là hiền, biết cư xử và biết chia sẻ cảm thông với nhau trong cuộc sống, đơn giản không có gì hết. Rồi, cùng hoàn cảnh đã ly hôn thì vẫn được đúng không? Đúng rồi, tại mình từng ly hôn thì mọi người ly hôn không sao. Rồi, còn yêu cầu gì về vùng miền không anh? Khoảng cách này kia, địa lý làm sao? Chắc khoảng cách là phải yêu cầu bạn, tại vì xa quá không được. Thì anh nói cái khu vực nào đi, Chắc khu vực miền Nam thì được. miền Nam miền Tây chứ không có nhất thiết là phải ở ngay Kiên Giang đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok, còn yêu cầu gì về cô này nữa không anh? Cũng không còn yêu cầu gì lớn đâu chị. Anh có tài lẻ năng khiếu gì không, ca hát rồi được không? Mình là bí thư đoàn trường á thì ca được. À, rồi anh ca thử bản cho nghe luôn đi. Ở đây đang ca. Dạ đúng rồi, ca luôn. Rồi, ca cho nghe nha. Dạ. Trời giá lạnh một mình lang thang trên hè phố vắng. Tôi đi tìm ai mà tâm tư triếu nặng, tôi đi tìm ai mà thầm lặng bước chân mình. Tôi đi tìm em, người đã ban cho tôi một mối tuyệt tình. Còn nhớ không em, đêm nào gặp gỡ tôi dìu bước em về, trời đã đổ mưa. Giờ chỉ mình tôi trên nẻo đường xưa, chẳng tìm được người che chung áo. Mưa ngoài trời lạnh cả không gian, nhưng có lạnh bằng lòng tôi đang giá buốt. Rồi chị. Ok, hay quá, ngọt ngào quá rồi. Ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi anh. Nếu mà mình được chọn cũng như có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho anh biết nha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ rồi, em chào anh.